Biên Hùng xin trân trọng giới thiệu bài viết Trăm năm nữa chưa chắc có người thứ hai Tác giả Xuyên Sơn Không phải vì cuồng, cuồng ở trong ngoặc kép Lại càng không phải vì cảm tính mà nói như thế Bởi Trump là một nhân tố kiệt xuất Hiếm hoi xuất hiện trong dòng lịch sử nước Mỹ Mở ngoặc nói riêng Và lịch sử nhân loại Mở ngoặc nói chung Đóng ngoặc Trump vừa thể hiện viễn kiến chính trị của mình về nước Mỹ, về thế giới từ hàng chục năm trước dù đứng ngoài chính trị. Trump vừa có tinh thần yêu nước khi cực chẳng đã phải nhảy vào môi trường chính trị sau khi thấy nước Mỹ đã lệch hướng và những nhà lãnh đạo của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều quá kém cỏi và nguy cơ con quái vật tàu khựa lấn át nước Mỹ để dìm nhân loại vào gông xiềng của nó. Trương vừa có cá tính mạnh mẽ, quyết liệt, cộng thêm tài sản đủ để không bị tiền bạc thế lực ngoại bang nào mua chuộc hay gây áp lực. Trương vừa có bản lãnh để làm cách mạng xã hội khi thể hiện các sách lược phá cách, có khi gần Cộng Hòa, có khi gần Dân Chủ, lại lắm lúc chẳng Dân Chủ, chẳng Cộng Hòa mà là những gì rất riêng, rất độc đáo, rất Trump, Trump trong ngoặc kép. Trâm vượt hơn tất cả nhất là ở trong hoàn cảnh khó khăn, ông mới là sự lựa chọn duy nhất. Nhiều người thường so sánh Donald Trump với Ronald Reagan cũng có vài nét tương đồng. Họ đều là người yêu nước chân chính, có lòng tin thờ Thiên Chúa, có cái nhìn chung về tai họa Cộng sản, có khát vọng làm cho nước Mỹ hùng mạnh. Nhưng Ronald Reagan may mắn hơn Donald Trump. Thời Reagan, Đảng dân chủ chưa quá thiên tả, chưa quá lầy lội, lầy lội trong ngoặc kép, chưa quá bại hoại như hiện nay. Thời Reagan, báo chí, media Mỹ chưa bị các thế lực vô minh như tam điểm tài Việt, vô luân, tiền bạc, ngoại bang Nga, cộng tàu mua chuộc chi phối mạnh như hiện nay. Thời Reagan, ông không bị đại dịch Vũ Hán Corona làm tiêu tan thành tích như hiện nay. Thời Reagan ông không bị những lực lượng hắc ám nội bộ có sự trợ giúp của ngoại bang đánh phá dữ dội như hiện nay. Thời Reagan, ông không bị kẻ thù chiến lược là Liên Xô tấn công vì cái đầu Cộng sản lúc ấy đã sức cùng lực kiện. Tự thân còn không đứng vững, nhất là ông được sự trợ thủ nhiệt thành của bà Thủ tướng Anh là Margaret Thatcher và Thánh giáo hoàng Jean-Paul Đệ Nghị cũng như ý chí cuột khởi của toàn Đông Âu. Trái lại, ông Trump thì khó khăn gấp vạn lần. Khi ông ra tranh cử năm 2015, Đảng Cộng Hòa coi thường ông. Khi ông thắng 16 nhân vật tai to mặt lớn trong đảng, thì Đảng Cộng Hòa lại càng bực tức không ủng hộ. Khi vừa đắc cử, bao nhiêu sóng gió nổi lên, bao nhiêu thủ đoạn hợp pháp lẫn gian manh hãm hại ông, không ngừng nghỉ một ngày một giờ, có thể nói Trump là một tổng thống bị cô đơn nhất và cũng dũng cảm nhất. Trump cô đơn vì không mấy người ngoài Peter Navarro, Steve Bannon cùng quan điểm, không kể kẻ thù, ngay những người trong nội các như Kelly, Master, Mattis, Tillerson cũng không hiểu và chia sẻ hướng nhìn của ông. Trump dũng cảm đối đầu với tất cả nghịch cảnh, phe dân chủ, media thiên tả, các thế lực swam tham nhũng nhơ nhớp tài phiệt và nhất là thức tỉnh loài người về một tàu khựa mạnh hơn hẳn liên xô rắn độc hơn liên xô có nanh vuốt vươn khắp nơi do được các đời tổng thống mỹ cũng như những chính quyền bạc nhược khác trên thế giới dung dưỡng đang và sẽ là đại họa đại hiểm họa hơn thế ông nhận lãnh sứ mạng là vị tổng tư lệnh xung kích chống con quỷ đỏ gian ác này do các tổng thống khác đều dựa vào tài phiệt vào những mối liên hệ khác để nhận được sự trợ giúp và ủng hộ vì thế họ không thể làm phật lòng các thế lực sẵn có trong giới chính trị cũng như trong giới quyền lực ngầm duy nhất chỉ ông trump với lòng yêu nước với bản tính kiên cường với sự vững mạnh tài tránh với cá tính độc đáo mới dám làm những điều mà các chính trị gia khác không riêng ở mỹ mà ở khắp nơi trên thế giới không dám làm nếu Trump muốn an ổn địa vị, ông chỉ cần thỏa hiệp với giới media thiên tả, giới tài phiệt, giới chính trị gia bệnh thiểu, giới học thuật, ăn ốc nói mò, giới quyền lực ngầm và nhất là nhắm mắt trước sự lộng hành của tàu khựa thì ông đã không trải qua muôn trùng sóng bão kể từ khi bước vào chiến trường. Không, duy nhất có mỗi một Donald Trump dám đi ngược dòng nước, dám dấn thân, dám xả thân, dám chấp nhận bao chửi rủa, bao công kích, bao đánh phá, bao hãm hại, bao hiểm nguy cho bản thân và cả gia đình để phụng sự đất nước và nhân loại theo cách nhìn sáng suốt của ông. Khi có ông, người ta không biết trân trọng. Khi không có ông, người ta sẽ ngàn đời khóc hận riêng người Việt Nam đã có kinh nghiệm về tổng thống Ngô Đình Diệm vậy mà vẫn vô khối kẻ u mê. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe.